Như các bạn đã biết, ngày xưa, à không, hôm trước Hà Sam đã bị ong nó hỏi thăm các bạn ạ. Và cuối cùng kết quả là Hà Sam đã sưng một bên mắt. Và ngày hôm nay, rút kinh nghiệm của những cái lần trước các bạn nha, thì hôm nay Hà Sam cũng gặp một tổ ong. Nhưng Hà Sam ấy đã có một vòng tròn thảo mai rồi các bạn ạ. Không lo bị ong đốt nữa đâu, trừ khi là cái vòng tròn đấy nó bị lỗi các bạn nha. Đấy, các bạn theo dõi video của Hà Sam thì nhớ cho Hà Sam một like, một đăng ký để giúp Hà Sam ấy có thể vẽ vòng tròn hoàn hảo để có thể bảo vệ bản thân mình tránh lũ ong các bạn nha. Các bạn ơi, game để giải trí, tuy nhiên thì trong một ngày các bạn không nên dành quá nhiều thời gian để chơi game đâu, có thể ảnh hưởng đến mắt và sức khỏe của mình nếu mà chơi game thường xuyên và lâu các bạn nha. Chính vì vậy, mỗi khi mà học tập thật là căng thẳng mệt mỏi rồi, chúng mình muốn giải trí bằng cách chơi game thì chỉ nên dành ra ít phút, 5 đến 10 phút để giải trí bằng cách chơi game thôi nha. À, ngày hôm nay ấy, thì mình không đơn độc các bạn ơi, có một người bạn nữa đồng hành cùng mình. Cái mặt tròn tròn mà cười hi là bạn mình, còn cái mặt tròn tròn mà kiểu chớp 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 như này là một người bạn khác của mình các bạn nha. Rồi, cái này thì đơn giản thôi, cái level này là người ta hướng dẫn rồi. Thì mình chỉ cần nên là vẽ một cái đường là hình này. Đấy, các bạn nhìn này, đấy, ong ở đâu đây, ong ở đâu đây. Ôi trời ơi, các bạn ơi, ong này nó không phải là ong bình thường các bạn ạ. Ong này nó như kiểu là ong đột biến ấy các bạn ơi. Rồi. Đó, không đốt được mình các bạn ạ. Vui quá là vui. Rồi, mới level 1 như này thôi là chứng minh là sao? Chứng minh là khéo khi ấy, là trong cả cái video này là mình sẽ không bị ong đốt phần nào các bạn ạ. Yeah. Hóa ra ấy là cái ống nước mà tròn tròn có cái mũi tên ấy là cái tổ ong ở trong đấy các bạn ạ. Ong chứng tỏ là ngụy trang rất là giỏi luôn. Rồi bây giờ thì mình thử vẽ một cái. Vừa mới nói xong là khéo khi cả cái video này là mình không bị ong đốt, cuối cùng ngay phát thứ hai, ngay lượt thứ hai thôi đã bị ong đốt tím mặt rồi các bạn ơi, nguy hiểm quá. Loài ong này chắc là loài ong cực độc rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mình thử vẽ em này cái mà cố gắng lên. Rồi đó, yeah. Wow, mà các bạn thấy đàn ong này khỏe không? Kinh khủng luôn, mình không động chạm không trêu gì nhá. Mà ấy, tự dưng ấy cả đàn nó xô ra ấy, mà nó tiêm, nó tiêm ấy, đẩy được cả cái vòng tròn đấy của mình đi. Quá kinh khủng. Ok, rồi, nói chung là mình cũng đã vượt qua được cái level này rồi. Đến level tiếp theo. Cái level này nó khó này, nó tăng cái độ khó lên này các bạn ơi. Hai tổ ong ở hai bên, mà trong khi đấy, một mình đang ở giữa các bạn ơi. Oh my god, tay mình còn đang bám cái gì đây? Tập xà các bạn ơi, tập xà. Lần to cơ bắp à, nhưng mà ấy, có đấu lại được với đàn ong đâu. Ok, bây giờ thì mình thử vẽ những cái vạch này xuống xem nào. Ôi, rồi. Sợ quá các bạn ơi. Ôi, sợ quá. Ong này không biết là giống ong gì các bạn ạ, nó xô ra một đàn luôn. Ôi má, người nó giống hình tam giác các bạn ạ. Mình sẽ đặt tên là loài ong này là loài ong tam giác. Rồi bây giờ thì mình thử vẽ là một cái này lên nào. Rồi, ok. Wow, yeah. Nói chung ấy là phải bảo vệ hai đường các bạn ạ, thì tổ ong ở hai bên cũng không thể làm gì được mình. Đầu tiên là mình sẽ phải nghiên cứu xem là cái tổ ong là nó đứng ở phía nào. Nó phía trên là mình phải nhìn lên trên này nè, tránh nó nha. Bên tay phải thì cũng phải nhìn sang bên tay phải. Bên tay trái là phải nhìn sang bên tay trái để biết là nó bay từ đâu ra, mình còn né các bạn ạ. Rồi bây giờ ấy thì cái dấu X này không biết là sao đây. Là mình à, ôi lỡ tay. Wow, lỡ tay rồi mà. Trời ơi. Rồi bây giờ là sao nhỉ? Dấu X này có nghĩa là chắc là mình không được vẽ vào đấy rồi. Ok, để mình, đúng rồi, không được vẽ vào cái dấu X này các bạn ơi, thì mình phải vẽ ở chỗ khác. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái bông hoa siêu to khổng lồ. Nếu mà có bông hoa thì chắc chắn là ong sẽ hút mật mà, ong sẽ đến bông hoa. Ok, mình thử vẽ bông hoa này xem các bạn nha. Rồi, ok nè. Wow, ôi trời ơi, đẹp tuyệt vời các bạn ơi. Bông hoa này đảm bảo. Ôi trời ơi, lăn thôi. Rồi xong. Ong này nó không thích hoa các bạn ạ, nó chỉ thích cái mặt tiền của mình thôi. Thế là nó cứ lao vào cái mặt tiền của mình, đâm ra mặt tiền của mình sưng không khác gì cái bánh bao nhồi thịt các bạn ạ. Kinh khủng, quá kinh khủng. Rồi bây giờ thì mình sẽ vẽ khác mà. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái thanh ngang.
thanh ngang từ màn hình này sang cái viền màn hình bên kia. Đấy, đây 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 đấy, có thanh này thì không bao giờ ong nó cũng thể vượt qua được. Rồi, đấy, tôi chết rồi, chỗ kia. Ôi, đừng có con nào phát hiện được ra mình nha. Ui, dồi ôi, may quá các bạn ơi, may quá. Ôi, yeah. Ui, các bạn ơi, may quá các bạn ạ. Cuối cùng thì cái gậy của mình nó cũng có tác dụng rồi. Lần này mình không hề đơn độc mà có hai người bạn đồng hành nữa. Số ong mà đốt mình bây giờ chuyển ra là số ong là đốt thành ba người các bạn ạ. Chia ra. Ok, bây giờ thì mình thử vẽ là Huggy Wuggy xem là Huggy Wuggy có thể bảo vệ mình khỏi lũ ong hay không. Ok, bây giờ thì mình vẽ nha các bạn nha. Rồi, ok này, tránh cái chỗ mà kẻ đi các bạn nha. Rồi, tay Huggy Wuggy này dài này. Ok, ui dồi ôi, tránh cái chỗ đấy này, là chân mình nó hơi bị dài đó các bạn ơi. Rồi, đây nè, rồi. Trời ơi, Huggy Wuggy mà nhìn, ôi tôi chết rồi. Hết vòng tròn rồi các bạn ơi. Tôi chết rồi. Wow. Oh my god. Sao cái vòng tròn đấy ấy, mà nó không bị mắc ở cái tổ ong đúng không các bạn? Mà sao tại sao mà nó chui chọt được xuống luôn nhỉ? Vô lý. Rồi, thế bây giờ thì mình thử vẽ làm cái gì được các bạn? Các bạn thử cho Hà Sam một cái gợi ý xem là Hà Sam có thể vẽ được cái gì xem nào. Được rồi, mình sẽ vẽ một cung tên các bạn ạ. Một cung tên, mỗi người cầm một cung tên. Rồi, đi đây. Cung tên này hơi vẹo các bạn ạ. Rồi, bây giờ nhá, ok này, bây giờ đi đường đây. Rồi, bạn tiếp theo là cầm một cái cung tên tiếp này. Rồi, ui, cung tên của bạn này to này. Rồi, bạn cuối cùng này cầm cung tên này. Oh yeah này. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, không dám nhìn luôn nè. Ôi, vẫn bị ong đốt các bạn ạ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vẽ một con mèo. Nhưng lần này con mèo này của mình nhá, nó sẽ cực kỳ đặc biệt các bạn. Ôi trời ơi, con mèo mà tại sao mà nhìn giống con gấu vậy trời. Rồi, tay con mèo nó sẽ cho vào đây. Rồi. Ôi ôi mà nó hết cái vòng tròn, nó hết cái đốm đốm bảo vệ rồi. Mình không thể vẽ thêm được nha các bạn ơi. Mặc dù ôi ôi các bạn ơi, lũ ong ra rồi nhưng mà không thể nào tấn công được chúng mình. Yeah, ôi trời ơi, cá con nha các bạn ơi. Đang chơi ấy là tránh khỏi bị lũ ong đốt, mà cuối cùng bây giờ là tránh khỏi con cá to hơn nó ngoạm. Rồi ok, bây giờ chuyển lại về cái tổ ong đi nào. Đến level mới rồi các bạn ơi. Mới level 10 thôi các bạn ạ. Game này thú vị phết. Ok, ui, lần này thì mình không được vẽ ở những cái gạch hồng hồng là mình không được vẽ rồi nè. Thế thì bây giờ mình sẽ vẽ bông hoa đây các bạn nha. Rồi các bạn nhìn này. À không, đây là mình vẽ búi cỏ, không phải bông hoa. Trời ơi. Ui. Đá luôn. Cái búi cỏ này nó đẩy luôn cái bạn kia đi. Ôi. À, lần này người ta bảo là chỉ cần vẽ một đường thẳng thôi. Nhưng mà đường thẳng thì nó lại quá đơn giản. Mình không thích vẽ đường thẳng. Mình thích vẽ một cái kiểu như là cái đôi bốt, chiếc bốt các bạn ạ. Rồi, đây. Đây là một chiếc giày các bạn nha. Ôi, mà nhìn nó thì cũng giống cái búa các bạn ạ. À, mà giống cái dìu thì đúng không? Ok, cái nào cũng được. Ui, người quẹ. Ui. Rồi, trở lại video của mình nào. Khó nè. Chỗ kẻ hồng này là mình không thể vẽ vào nè. Thế thì bây giờ mình vẽ một cái gì đấy. À, mình sẽ vẽ một cái gì đấy mà bọc luôn cái tổ ong này vào. Ôi trời ơi. Ôi tốt. Ôi trời ơi, các bạn ơi, sợ quá các bạn ạ. À đây, người ta hướng dẫn đây. Rồi, hướng dẫn vẽ một cái hình vuông các bạn ạ. Rồi, ok, vẽ một cái hình vuông nha. Thế nhưng mà bây giờ mình thích vẽ một ngôi nhà được không? Ok, đây nè. Nhìn này, ngôi nhà đẹp không? Ôi trời ơi, ngôi nhà. Ngôi nhà này ngôi nhà vẹo các bạn ạ. Ngôi nhà bị lệch. Ok, đấy. Nhưng mà không sao, ngôi nhà này tuy nó vẹo vẹo này thôi nhưng mà vẫn bảo vệ được mình khỏi tổ ong là được rồi. Hiện tại sau khi mà trải qua được mấy level thì mình cũng có đủ tiền rồi các bạn ạ. Có khá khá tiền. Thì mình sẽ vào shop này xem. Ui trời ơi, cái
cái nhân vật đẹp dài của mình nè các bạn ơi. Rồi ok, đầu tiên là cái nhân vật cũ ban đầu nè. Rồi có cả nhân vật đội mũ rất là ngầu. Rồi còn có cả nhân vật đội mũ lưỡi chai. Rồi đeo tai phone nghe lắc 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 ngầu các kiểu nữa cơ. Wow, thế nhưng mà khá nhiều tiền nè. Ôi trời, trời, mình lỡ tay rồi. Eo ơi, tiền thì đã không có. Mình chẳng may mình lướt qua như này, chẳng may lỡ ấn vào cơ các bạn ơi. Cuối cùng thôi bây giờ mua luôn cái này nhưng mà thôi cũng được. Ok, thế bây giờ mình không đủ tiền mua cái khác nữa các bạn ạ. Chỉ còn mua đúng cái mũ lưỡi chai này thôi. Ok, thì mình sẽ chọn cái mũ lưỡi chai này nha. Oh yeah, ok. Đấy, một nhân vật đội mũ lưỡi chai, một nhân vật vẫn là bình thường các bạn ạ. Ôi giời, vào level tiếp theo nè. À, cái level này khó này các bạn ơi. Các bạn có cao kiến gì? Thế còn trong game là người ta hướng dẫn là vẽ một đường thẳng rồi đấy. Nhưng mà mình nghi ngờ lắm. Tại vì sao một đường thẳng thì làm sao mà có thể chặn được cái lũ ong đấy, trong khi nó bay tứ tung, nó bay loanh quanh, nó bay khắp nơi các bạn ạ. À, ok, thì bây giờ mình cứ thử vẽ theo mọi người xem nha. Rồi, wow, wow, sao là lăn. Ôi giời, ui ong kia các bạn ơi. Ui ong nó đuổi ngay đằng sau. Cố lên, vừa hết giờ cái là ong là phải bay về tổ luôn các bạn ạ. Còn mấy cái ong, con ong này mà chưa kịp về tổ ấy các bạn ơi, thì các bạn biết hậu quả là gì không? Đi lạc rồi. Ong này là không kịp về tổ là đi lạc luôn. Ở level này người ta không hướng dẫn mình phải làm gì cả, nên mình cũng không biết làm gì luôn. Nhưng mà chẳng lẽ lại không làm gì? Thôi mình cứ làm gì các bạn nhé. Thì bây giờ mình được vẽ hai đường này, thì mình sẽ vẽ một đường thẳng này đi. Rồi một đường này này. Thế thì một đường chéo lên này được không các bạn? Ôi ui, ui, không biết lũ ong này nó có tìm được mình không. Ui, đáng sợ, kinh khủng. Lũ ong này không hề tầm thường các bạn nha. Sức mạnh quá kinh hồn luôn. Đẩy luôn được những cái mà kiểu mình vẽ ra luôn các bạn ạ. Sợ luôn. Ok, bây giờ ôi giời ơi, một người bạn của mình này. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ này. Mình sẽ vẽ này vào đây. Ui, trời ơi các bạn ơi. Ui, chỉ bảo vệ được có một người thôi các bạn ạ. Rồi, bây giờ thì vẽ này. Vẽ này. Rồi, đẩy xuống đây. Rồi, chui đây cùng nè. Rồi, ok, bây giờ nè. Rồi, ui, mày, ui. Vẫn không được các bạn ơi. Làm sao để đảm bảo an toàn cho hai người đây? Rồi, một nè, trời, xong. Rồi, xong, thế này đảm bảo là cả hai người đều bị đốt rồi các bạn ạ. Rồi, ôi dồi ôi, chắc chắn rồi. Đẩy nè, đẩy cậu này xuống cùng, ok, đẩy cậu này xuống cùng luôn nè. Vẽ một cái đường đây, vẽ hai đường cho chắc đi các bạn ơi. Rồi, hai đường này, ôi trời ơi, lũ ong này không thể nào vào được. Yeah. Hết giờ, bay về tổ đi, không đi lạc bây giờ. Vậy là level này tuy hơi gian nan vất vả một tí nhưng mà không sao. Cuối cùng thì mình cũng đã qua rồi. Ba người là ở ba chỗ khác nhau, thế này là gay to rồi. Bình thường ấy thì ví dụ như là ở cùng một chỗ rồi các bạn đúng không? Thì người ta còn vẽ được, thì còn bảo vệ được. Đây bảo vệ ba chỗ, ui lại còn khó hơn rất là nhiều. Nhưng mà không sao, với tài năng của mình thì mình sẽ bảo vệ được mọi người. Ok đấy, đẩy mọi người vào đây này. Ui ôi, à mình còn, thôi xong rồi các bạn ơi. Mình còn có vẽ được một cái nữa nhưng mà mình lại vướng mất một cái thanh nhỏ ở hồng hồng ở giữa này là mình không thể vẽ được. Thì bây giờ mình vẽ kiểu gì đây? Trời, thôi, kiểu gì cũng bị đốt rồi. Bảo vệ được hai người mà cuối cùng người trên cùng bị đốt các bạn ạ. Rồi lại nha. Thì bây giờ mình vẽ này. Đấy. Rồi. Rồi, một cậu này đi xuống luôn này. Rồi, ok. Đấy, tiếp này. Rồi, ui, được không ta? Ui, khó này. Được không các bạn ơi? Được không? Liệu có được không? Rồi. Gần hết giờ rồi. Cố lên. Bảo vệ mình này, bảo vệ những người bạn của mình thoát khỏi những tổ ong tam giác nguy hiểm các bạn ạ. Tuy nhiên
nhiên ấy, thì đây chỉ là game giải trí thôi các bạn nha. Chứ còn ngoài đời ấy, thì là cũng có những loại âm nguy hiểm, đốt rất là đau và còn có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa.